Xin chào tất cả các bạn. Còn ai trong các bạn có một làn da mà kém sắc chưa được tươi tắn không ạ? Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một điều như thế này. Trước đây da của tôi cũng rất là kém sắc, không được tươi tắn và thường hay bị viêm các cái lỗ chân lông, và lỗ chân lông thì rộng, không có xe kít. Các bạn biết không, tôi đã dùng rất là nhiều sản phẩm, đi spa, đến các cái bệnh viện da liễu điều trị và tốn rất nhiều thời gian. Và các bạn ấy biết đấy, khi mà chăm sóc rất là nhiều, rất là cầu kỳ thì làn da mới phục hồi được ở cái mức khá khá thôi. Và tôi cũng cảm thấy là không hài lòng đối với lại cái kết quả đó. Sau nhiều năm cứ tìm hiểu nghiên cứu và nắm bắt trên cái nghiên cứu cái thị trường và tìm hiểu các cái sản phẩm tốt tối ưu mà người ta những cái đánh giá của khách hàng, thì tôi phát hiện ra rằng với cái khát khao là làn da làm sao mà được mịn màng trẻ đẹp như em bé, tôi đã thấy rằng là cái việc rửa mặt, là dùng kem tránh nắng hay là các cái sản phẩm dưỡng da ngày đêm rồi các lotion, thì tôi vẫn không cảm thấy là nó phù hợp đối với phong cách của tôi. Và với cái tính là muốn cái gì cũng phải nhanh gọn và tiết kiệm được thời gian khi chăm sóc, thì tôi đã khám phá ra được một cái bí quyết rằng để cho làn da mình đẹp thì bạn chỉ cần rửa mặt lên xanh này, rồi bôi kem chống nắng, nhưng mà nó chưa là đủ để mà cung cấp một cái vẻ đẹp toàn diện cho khuôn mặt. Và các bạn ạ, với cái việc mà cứ phải chăm sóc rất nhiều sản phẩm trên mặt như thế, mình cảm giác rất là mệt mỏi, nó quá cầu kỳ. Và sau đó thì tôi chợt phát hiện ra là có một cái phương pháp rất là dễ dàng hơn, đó là đắp mặt nạ. Tôi chỉ có dùng có 3 món thôi. Thứ nhất là rửa mặt sạch, bôi kem chống nắng, và cứ một tuần 2 lần tôi sẽ đắp mặt nạ. Cái việc đắp mặt nạ sẽ bổ sung cái vitamin. Và nếu các bạn cũng như tôi thì hãy thực hiện cái bước này để trải nghiệm xem là có sự khác biệt gì không ạ. Rồi các bạn hãy comment thêm vào các cái phương pháp của các bạn ở dưới phần bình luận để tôi được biết và học tập theo các bạn nữa nhé. Và đừng quên bấm follow vào nút chuông để đăng ký kênh của tôi và chia sẻ cùng tôi những bí quyết làm đẹp để chúng ta cùng nhau phát triển mỗi ngày nghe các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. I love you.